cái hàng nó vô ra chứ rồi đúng rồi cái nhánh này nó nhỏ gì mình muốn rửa thêm cho nó hơi thoáng được nữa không được anh được vậy cái ha. này là thuộc về mình nói là nó là thuộc về nhánh phướng đó, nhánh phướng nè nó nhỏ nè, nó chỉ là hút chất dinh dưỡng mà thôi, nó không có tác dụng gì hết trơn á, nhưng mà được cái gì giai đoạn cây con á mình đừng nên cắt nhiều để cho cái bộ lá nó quang hợp để nuôi cái cây của mình à. Anh em thấy không, đây là bông ra nè đó, được hai bông nhưng mà cắt luôn đó. Cho hai bông này thôi được rồi, lâu lâu mình lên mình quậy mà anh em. Đây phải rửa lại giùm luôn cái nhánh này đi cho nó thoáng ra vài trái rồi thêm. Đó, cắt nhánh này đi, cắt nhánh này không, đi. Không, được, 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 cắt nhiều, cắt nhiều lắm vậy. Mà nó dập rồi, nhánh này dập rồi. Không, được rồi, vậy đi. Nè, đó. À, anh nên cho hỏi tới gì sao cái mít thì gốc hơi lớn mà thân gì mình để cho trái được rồi, nhưng cái sầu riêng của tôi được kia vậy đó, rồi giờ cắt được cho trái luôn được chưa vậy? Cây này, cây sầu riêng này còn lâu để trái được. Nếu nè, nếu mà cây sầu riêng này á mà mình muốn để trái anh em thì giai đoạn này mình để trái đúng không? Tôi chỉ anh em cái bí quyết luôn nè. Anh em chuẩn bị mua cây cưa trước. Anh em mua cây cưa. Cái quay ngang bắt đầu mình làm trái xong quay ngang cái trái ra rồi ăn đựng trái quay ngang mình cưa luôn. Cưa gì? Cưa gốc luôn chứ gì? Nó sao chết luôn á. Vậy là cho nó có trái chịu nổi hả? Đó. Thứ hai. Hai nữa nhưng mấy cái nhánh mà nó xà gần mặt đất như thế này nè, mình có nên cắt tỉa không ạ? Cắt luôn. À. Cắt luôn, mình dọn xương xương thôi, đừng có nhiều quá nha anh em. Xà ra. Xà ra. Đó. Đó, mình cắt tỉa xương xương vậy nè, cho nó thoáng nè. Nó không có chạm ở dưới cái lá mình đó, nó không có chạm. Thứ hai nữa, cái nhánh nè nó gần với cái mắt ghép ngày xưa nè, nè nó chạm xuống đất nè, anh em phải cắt bỏ nè. Thì cắt như thế nào anh em phải cắt cho xa xa ra nha. Giờ sáng không ăn anh em, giờ này hơi đói bụng cái đó, cho nó thông thoáng cái cây của mình. Anh em thấy không? Anh em mình cắt tỉa cho nó thông thoáng vậy nè. Ừ, xương 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 vậy thôi, đừng cắt nhiều quá. Rửa trên đây sơ sơ. Trên đây rửa sơ sơ. Bây giờ nè, trên đây nè. Trên đây nè, phải cắt bỏ xương xương nè. Đó là nó đó hả? Là cái này cái chà hả? Nhà cô uống trà tươi. Ủa cái bông này là gì bông đó hả? Bông đó. Được có nấu nước uống được không? Được luôn. Ủa lá trà này lá trà lớn hả con? Cây này mới ngon nè, còn lá trà lớn là không ngon bằng cây trà đó đâu. Ủa gì cây trà mà cầm được hả? Làm thấy đẹp không? Cắt tỉa nó thoáng cây không? Nó ít bị sâu bệnh hại gây hại nè. Cái thứ nhất nữa nó phát triển được cái nhánh này nó bự lên nè. Cái nhánh cái mình nó bự lên nè. Đó. Còn trường hợp mà anh em cứ để thùm lum là cây nó chậm phát triển lắm. Đẹp không? Thông thoáng liền. Cây mình nhìn vô lại thông thoáng liền nè, đẹp liền nè. Không lạnh không như gái 18 không? Gái 18 không? Quá êm luôn rồi nè. Đó, còn như cây mít nè anh em thấy không? Tỉa rồi quay ngang rất đầu là tháng sau. Tháng sau đẹp luôn. Lên vườn là phải mình thấy quậy. Cây của người ta đang tốt gì nè, đang phát triển lá nè, quậy. Đó giờ cắt tỉa. Rồi, tạm biệt anh em nha. Anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình.